Dạ xin kính chào quý cô chú anh chị. Xin chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh shop guitar Nhật Phan Gia. Thì hôm nay thì em xin giới thiệu đến mọi người một cái dòng đàn mà có thể nói đây là một trong những cái dòng đàn classic với thương hiệu Yamaha, đã gần hơn 60 năm tuổi nha mọi người. Đây là một cái sự hiện hữu cũng như một cái sự minh chứng của dòng đàn Yamaha nói riêng và sự bền bỉ của những dòng đàn Nhật nói chung. Và được dòng đàn này thì được rất là nhiều quý cô chú anh chị ưa chuộng, sưu tầm, cũng như là với một cái mức giá hiện tại rất chi là rẻ, và chất lượng cũng rất rất là bền bỉ, rất là tốt. Được rất là nhiều quý cô chú anh chị mình săn đón dòng đàn Yamaha Noger. Noger. Thì trên tay đây, trên tay em thì em đang cầm một cây đàn Yamaha dòng Noger 60, dòng tem nhũ được sản xuất từ những thập niên 60 của thế kỷ trước. Đây là một trong những cái dòng đàn mà hiện tại em không có đủ hàng để em bán. Đợt hàng này về thì chỉ có một hai cây đẹp, cây xấu thì và không hoạt động được thì em không bán mọi người ha. Thì em chỉ bán trên clip những cây đàn nào mà nó thật sự nó vẫn còn chơi tốt, hoạt động bình thường, hoạt động tốt và nguyên bản thì em mới bán đó. Hoặc giả sử như một số dòng đàn thanh lý thì em sẽ chi tiết những cái lỗi của cây đàn đó để cho mọi người có thể đánh giá được cây đàn và đưa ra quyết định mua hàng của mình. Riêng về cây này thì em sẽ chi tiết cho mọi người. Cái này là một cây Noger, Yamaha Noger 60. Rồi, cây này thì mặt tớp và ngoại hình tổng quan thì nó vẫn còn khá nha mọi người. Nó vẫn còn rất là khá, nó không có bị bể nứt gì hết. Nó vẫn còn rất là khá luôn. Rồi. Thì phần mặt tớp thì nó có chày qua năm tháng chút đỉnh nha mọi người. Nhưng mà đối với em á, ngựa là vẫn còn zin nha quý cô chú anh chị. Ở đây là họ có một cái dán decal hay sao thì khi mà mở ra thì nó không có đồng màu với cái mặt tớp. Rồi. Cái đàn này thêm đánh giá là nó vẫn còn đẹp nha mọi người. Đẹp so với độ tuổi của cây đàn. So với độ tuổi của cây đàn. Tại vì nó rất là lâu lâu năm tuổi rồi. Rồi, mặt hông nha mọi người. Các đường nét gót cần, chỉ gót cần còn rất là đẹp, rất là zin ha. Mặt lưng nè, mặt lưng có chày, tuy nhiên thì nó vẫn còn giữ được cái độ thẩm mỹ rất là tốt. Cần mọi người, cần cần đàn thẳng đẹp nha mọi người ha. Cần đàn thẳng đẹp, các chi tiết nè. Rồi, logo Yamaha trên đầu cần thì vẫn còn. Rồi, và một chi tiết em muốn chia sẻ với quý cô chú anh chị là một cái chi tiết là bộ khóa nha mọi người. Thì hiện tại thì bộ khóa của cây này là không phải là bộ khóa zin của cây Yamaha Noger 60 nha. Bộ khóa này là một đạo bộ khóa Nhật đã thay thế. Vì mọi người biết là cây đàn này cũng rất là nhiều năm tuổi rồi. Thì có thể là một số chi tiết bộ khóa này có thể nó bị hỏng. Thì cái người chủ họ sẽ thay cái khóa này. Thì cái bộ khóa này là không phải là shop kia Nhật Phan Gia thay ha, là bên em đấu trực tiếp về thì hiện trạng cây đàn nó đã có sẵn bộ khóa này. Bộ khóa này cũng là một bộ khóa rất tốt cho mọi người, có thể nói là cây đàn này sẽ được nâng cấp bộ khóa lên chứ không phải là một bộ khóa không không chất lượng nha mọi người ha. Rồi, về phím gỗ phím sắt thì mọi người em chi tiết cho mọi người ha. Bộ phím gỗ phím sắt thì vẫn còn rất là nguyên bản, nguyên zin và nó không có bị mòn gì hết. Cả một chi tiết còn rất là đẹp luôn mọi người. Và giá bán của cây đàn này hiện tại shop Kỳ Đà Nhật Phan Gia đang bán với mức giá là 1 triệu 600 nghìn đồng. Em sẽ tặng kèm bao da và dây mới em đã lắp sẵn cho cô chú anh chị, vệ sinh đánh bóng, bảo dưỡng khóa và bảo dưỡng mặt phím gỗ trước khi mà mọi người người nhận đàn, cân chỉnh action lại cho mọi người chỉnh chu hết. Và ra xin chào, hẹn gặp lại quý cô chú anh chị trong những clip tiếp theo nha.